Xin chào quý vị các bạn, trên hình các bạn có thể thấy đây là phần các phím tăng giảm âm lượng trên Samsung Galaxy S9 Plus đang mặt tại di động cấp.vn. Nó giống như các mẫu smartphone đời cao hiện nay, nó tách biệt ra khỏi bảng main. Do đó khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần các phím nguồn hay các phím âm lượng, điều chỉnh âm lượng, volume trên Samsung Galaxy S9 Plus lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới các phím, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Nó không ảnh hưởng đến bất cứ linh kiện nào trên Samsung Galaxy S9 Plus. Thay cũng cực kỳ đơn giản, nó tách biệt ra khỏi bảng main là một sợi cáp như này. Các bạn để ý các chân đồng tiếp xúc với bảng main. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới cáp phím tăng giảm âm lượng volume trên Samsung Galaxy S9 Plus, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của Samsung Galaxy S9 Plus hàng đầu Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.